Thưa quý vị, thưa các bạn, với quy mô và tính chất chuyên ngành, triển lãm quốc tế nội thất Việt Nam VIFF 2019 là hoạt động xúc tiến thương mại hữu ích tạo ra cơ hội để các tổ chức doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp các nhà sản xuất nội thất nâng cao tầm nhìn thương hiệu của mình ở Việt Nam cũng như trong khu vực và trên thế giới. Triển lãm quốc tế nội thất Việt Nam VIFF 2019 là sự kiện thương mại lớn, quy tụ hơn 100 doanh nghiệp với 500 gian hàng của Việt Nam, các nước và vùng lãnh thổ như Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan, vân vân. Điều dễ nhận thấy tại triển lãm là các sản phẩm đồ gỗ nội thất. Đây là mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam. Hội chợ này có cái định hướng là tập hợp bởi những cái nhà sản xuất xuất khẩu phục vụ chính là cho thị trường nước ngoài. Tuy nhiên ở trong cái vấn đề mà sản phẩm thì các bạn biết là Việt Nam chúng ta hiện nay cái đời sống kinh tế của người dân cũng đang tăng lên rất nhiều. Vì thế đấy là các cái sản phẩm chúng tôi đem xuất khẩu cũng có rất nhiều sản phẩm phù hợp trong thị trường trong nước. Thì ở đó đấy tôi tin rằng thì cũng sẽ có rất nhiều người đến tham quan và làm việc với các nhà máy để có những cái đơn hàng, không phải chỉ là đơn hàng xuất khẩu mà kể cả các đơn hàng trong nước. Vì hiện nay đấy là Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều cái nhu cầu cũng rất là lớn để phục vụ cho người dân trong nước, và chúng tôi cũng hoàn toàn là sẵn sàng để đáp ứng các cái nhu cầu đó. Và chúng tôi tổ chức cái hội chợ này với cái mong muốn ấy, có hai cái đích. Một ấy, là chúng tôi có thể liên kết giữa các doanh nghiệp quốc tế, các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp ở Việt Nam để tận dụng cái lợi thế của nhau cùng phát triển. Và cái điều thứ hai nữa đấy là chúng tôi tạo ra cái nơi để các nhà nhập khẩu có thể đến Việt Nam và tìm được nhanh nhất các cái nhà sản xuất phù hợp đáp ứng cho cái thị trường của đất nước của họ. Công ty mình thì chủ yếu là làm các mặt hàng gỗ, bán sàn gỗ kỹ thuật. Chủ yếu xuất khẩu hiện giờ sang là 95% là sang Mỹ, nhưng mà cũng có một vài thị trường khác như là Hàn Quốc, Nhật và đa số các dự án trong thị trường nội địa. Cái vấn đề lớn nhất là đáp ứng được nhu cầu về chất lượng gỗ với khách hàng. Bởi vì khi mà mình sử dụng gỗ thì cái nhu cầu gỗ của bán sàn rất là khác với cái nhu cầu gỗ của mình khách hàng cũng nhà cung cấp bán như mình, nên là mình phải có một thời gian để mình đào tạo nhân viên và cái team sourcing sinh để mà giải quyết vấn đề này. Chủ yếu chỉ gặp vấn đề về khi đi Nhật, bởi vì Nhật thì nó yêu cầu cao hơn về cái nồng độ formaldehyde trong ván, nhưng mà nó vì là hàng của mình là chất lượng cao nên là sau một thời gian thì các chứng chỉ đều được cấp đầy đủ hết để mà các mình có thể xuất được bên phía Nhật Bản. Công ty mong muốn là cái thị trường bán sàn, cái mặt hàng bán sàn sẽ là phổ biến hơn cho người sử dụng, xuất khẩu, các khách bên châu Âu, Mỹ và châu Á nói chung. Đặc biệt là cũng muốn giới thiệu cho cái mặt hàng bán sàn gỗ này cho thị trường Việt Nam, vì đây là một cái sản phẩm rất là hợp với người tiêu dùng. Hiệp Long chủ yếu là xuất đi Nhật Bản, và Hiệp Long mong muốn sau hội chợ VIFF này có thể mở rộng hơn ở những thị trường châu Âu, châu Mỹ và cũng như Đông Nam Á. Hiện đã có khoảng 4.700 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến gỗ với thị trường xuất khẩu hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện nay, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam mới chiếm khoảng 6% thị phần toàn cầu, nên các doanh nghiệp ngành gỗ trong nước hoàn toàn có cơ hội mở rộng, phát triển thị phần. 10 tháng năm 2019, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt hơn 9 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2018. Trong những năm tới, ngành gỗ đang phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 12 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và 18 đến 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Chúng mình sẽ tập trung mở rộng thêm cho cái thị phần của nội địa và các cái sản phẩm chất lượng tốt để xuất khẩu, để phục vụ bà con Việt Nam mình, để cho người dân Việt Nam được tiếp cận với những cái thiết kế mới và những cái sản phẩm tốt mà thị trường thế giới đang tiêu dùng. Theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 thì chúng ta trở thành một trong những nước sản xuất, là một trung tâm đồ gỗ nội thất lớn của thế giới. Thì để cho chúng ta làm thực hiện được việc đó thì
ngoài cái việc là sản xuất thì chúng ta phải đẩy mạnh cái việc trồng rừng và hỗ trợ để bà con cùng như các doanh nghiệp trồng rừng. Tại Việt Nam, 90% đến 95% các cái công trình đều là do các công ty Việt Nam sản xuất và sử dụng đồ gỗ của Việt Nam. Và chúng ta đã xuất khẩu cả được những công trình đó ra nước ngoài. Đó là bằng chứng những cái thành công của AA khi thực hiện các công trình ở các nước trong vùng và thậm chí ở Mỹ hay vùng Caribbean. Thì tôi cho rằng cái ngành gỗ về cái thị trường nó rất là lớn và để Việt Nam có thể đóng góp càng ngày càng nhiều hơn nữa trong cái việc cung ứng cho cái thị trường xuất khẩu cũng như trong thị trường trong nước, thì các doanh nghiệp Việt Nam phải luôn luôn phải thay đổi về công nghệ, phải luôn luôn đi đầu trong vấn đề sáng tạo và tìm hiểu về thị trường. Chúng tôi là cố gắng là ba vấn đề. Thứ nhất là đảm bảo cái nguồn nguyên liệu. Cái điều thứ hai là chúng tôi tiếp tục phải mở rộng thị trường mới. Mà có lợi thế là chúng ta vào CPTPP rồi. Có rất nhiều thị trường mới mà rất tốt, ví dụ như Peru, Chile, các nước Nam Mỹ hiện nay, cái đó là chúng tôi sẽ cố gắng mở rộng cái thị trường này. Cái điều thứ ba là mở rộng phát triển thị trường nội địa để là cái bàn đạp cho xuất khẩu. Hiện Việt Nam cũng đã phê chuẩn và đang triển khai lộ trình của các hiệp định thương mại tự do FTA như Hiệp định Đối tác Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Việt Nam EU EVFTA. Các hiệp định này giúp thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng của các nước tham gia được cắt giảm hoặc xóa bỏ, tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Do vậy, các hoạt động xúc tiến thương mại như tổ chức các đoàn giao thương, các hội thảo hội nghị và đặc biệt là các triển lãm, hội chợ chuyên ngành chính là một cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp gỗ Việt Nam tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường, vươn ra thị trường thế giới.